Hi guys, bonjour tout le monde, chào các bạn. I'm gonna do this video in three languages. Mình sẽ làm video này bằng 3 thứ tiếng. Je vais faire cette vidéo en 3 langues. Mais ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop long puisque je vais chanter en anglais. But don't worry because I'm gonna sing in English, so it won't be very long for the translation. Và các bạn đừng có lo lắng quá tại vì mình sẽ hát bằng tiếng Anh cho nên là mình sẽ không có nói quá nhiều. I am in the mood to sing. Mình đang rất là muốn hát. J'ai très envie de chanter. So that's why I decide to do this video. Vì thế cho nên là mình quyết định làm cái video này. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. And I'm gonna sing with lyrics sharing with you. So you could sing also with me or read the lyrics with me. Mình sẽ hát cái bài này và có những cái lời bài hát mình sẽ chia sẻ cho các bạn qua màn hình. Je vais faire un partage d'écran pour vous montrer les paroles, donc vous pouvez également chanter avec moi. So I start sharing the screen. Mình bắt đầu chia sẻ. Je commence à partager l'écran. So this song named Dream of Me. It has been sang by Kirsten Dunst. So this is the famous actress that you could see here. I love her. And this song is from the movie Get Over It. It's really, really funny as movie. It was when I was young, still in Vietnam. So long, long time ago, I watched that movie and I sang that song also. Cette chanson qui s'appelle Dream of Me, donc Rêver de moi, qui vient du movie, du film Get Over It, donc je ne sais pas trop comment c'est en français, et j'ai découvert ça au Vietnam, et j'adore, et c'est chanté par Kirsten Dunst. Cái bài hát này là Hãy mơ về tôi của cái phim Get Over It mà mình hồi nhỏ xem. Và mình rất là thích cho nên là mình rất là hay hát cái bài này. Je chante souvent cette chanson toute seule. I usually sing that song alone. So I want to share that passion with you. Vì thế mình muốn chia sẻ với các bạn cái niềm đam mê này của mình. J'ai envie du coup de partager avec vous cette passion pour cette chanson. So let's start together. Mình bắt đầu nhá. On va commencer. Ok. Let me sleep, for when I sleep, I dream that you are here. You're mine, and all my fears are left behind. I float on air, the nightingale sings gentle lullabies. So let me close my eyes and sleep a chance to dream, so I can see the face I long to touch, to kiss. But only dreams can bring me this, so let the moon shine softly on the boy I long to see. And maybe when he dreams, he'll dream of me. I'll hide beneath the clouds that whisper to the evening star. They tell me love is just a dream away, dream away, I'll dream away. So let the moon shine softly on the boy I long to see. And maybe when he dreams, he'll dream of me. Wow, wow, wow.
dream of me. That's it. I love this song. It's so romantic. Mình rất thích cái bài này vì rất là lãng mạn. J'aime beaucoup cette chanson parce que c'est vachement romantique. So I won't explain it in English because it's easy to understand, right, for English people. Mình xin giải thích cái bài này bằng tiếng Việt một chút. Có thể là các bạn cũng dễ hiểu rồi, nhưng mà mình rất thích vì là nó kể về một người con gái đang rất thích một anh chàng này, và chị này đang nhìn thấy anh ấy đang ngủ và mong là có thể là anh ấy đang mơ về mình đó. Và khi mà và chị này mong muốn rằng là khi mà ngủ ấy thì anh này sẽ mơ về cô ấy và hai người là bên nhau đó. Nói chính một cách chính xác thì tức là let me sleep, là hãy để cho tôi ngủ, để khi mà tôi ngủ thì tôi mơ thấy rằng là bạn là của tôi đó, và tất cả mọi nỗi sợ đều ở đằng sau, và tôi coi như là bồng bềnh trên không khí, và mấy con ve nó hát những cái bài ca du du ngủ. Vì thế hãy để cho tôi nhắm mắt lại và cho tôi có một cơ hội để mơ về gương mặt của bạn này, và tôi có thể sờ đến này, rồi có thể hôn, và chỉ có mỗi những giấc mơ mới đưa cho tôi đến được cái coi như cái sự kiện này. Hãy để cho trăng tỏa sáng một cách dịu dàng trên khuôn mặt của người đàn ông mà tôi yêu và tôi mong muốn là được nhìn thấy, và có thể là khi mà anh ta mơ thì có lẽ anh ta cũng đang mơ về tôi. Bla 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 bla. Alors je vais traduire un peu en français. Donc c'est laissez-moi dormir pour que lorsque je dors, je rêve que tu es à moi et que toutes mes peurs sont derrière et je flotte dans les airs, les cigales chantent une chanson. Une berceuse, voilà. Et comme ça, lorsque je vais fermer les yeux, je vais dormir, j'aurai peut-être une chance de rêver et de voir ton visage, le visage que j'ai tant aimé, tant envie de toucher, de caresser, d'embrasser. Mais il n'y a seulement que le rêve pourrait m'emmener tout ça. Alors, laissez la lune éclairée doucement sur le visage du garçon que j'aime, que j'ai envie tellement de voir. Et peut-être que même dans ses rêves, eh bien, il rêve de moi. Voilà. Moi, je trouve ça trop beau, trop romantique. Ah, à chaque fois, je le chante. okay, so that's it. I hope that you enjoy to sing with me or to hear me sing. Mình xin kết thúc tại đây. Mình mong là các bạn đã lắng nghe mình và cảm thấy rất là vui vẻ vì điều đó và cảm thấy rất là thoải mái. J'espère que vous avez pris du plaisir en m'écoutant chanter et puis peut-être même en chantant avec moi. I wish you all the best. And also with this new year of 2021, I wish that you do whatever you want to do with all your passion, all your joy, and yeah, and sing the your love of life, right? Mình mong các bạn là trong năm 2021 này thì các bạn làm tất cả những gì mà các bạn mong muốn, các bạn thích, các bạn cảm thấy là đam mê. Và hãy hát bài ca tình yêu cho cuộc sống của mình nhé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2021. Et j'espère que vous faites tout ce que vous avez envie de faire, ce qui vous fait vibrer. Et chanter du coup aussi l'hymne ou la chanson de l'amour de la vie. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker ma chaîne et à partager également cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser à d'autres personnes. Bisous!
Chào chào. I wish that you have a good day and do not hesitate to like my channel, sorry, and to share this video with other persons if you think that they would be happy to receive it. Các bạn có thể like cái kênh của mình hoặc là like cái video này và hãy chia sẻ cái video này cho những người mà các bạn nghĩ là cũng có thể quan tâm nhé. Ok các bạn, bye bye, bye, au revoir.